Đóng nhỏ thế thì nó không tính. Giống đây này, giống nồi cơm điện nhà mình cũng phải đổi nguồn thế này. Đúng rồi, nội điện Nhật, đúng rồi, đây cái nồi cơm nhà mình. Nội điện Nhật, cái nồi cơm nhà mình phải đổi nguồn thế này. Thế à? Ất tưởng có phải có mấy cục con nữa cơ mà nhỉ? Cái này này. Không có nọc nhỉ? Mua thế này nhỉ? Nó không có mấy cái nọc lọc nhỉ? Hay là mai nó đi mang đến? Em nọc ở đây. Phải đủ hết rồi chứ. Đây mỗi một cái bình này này, mỗi một cái này thôi. Vâng, con thấy trên đấy là chỉ có một cái này thôi. Mẹ tưởng nọc ở đây à? Không có cái vòi có một cái này. Bảo là cái dây vòi đấy mà. Cứ mỗi cái dây nó vòi nó thôi. Cái củ nọc thôi mà. Ống cái nọc mà tính này. Cái này. Mỗi cái vi dây thôi. Nào con bảo ra quay ra cho mẹ xem bên này. Nhiều quá mốt rồi. Không chịu bỏ. Mấy ngày là quay ngay rồi.